Thú vị và các bạn, khám phá trải nghiệm cung đường đẹp cánh đồng Trâm, xã Núi Tô, ghé quần thể di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia Ba Thê Ốc Eo, ngắm cánh đồng lúa, hồ xoài chét, lên núi Cấm và đồi Bạch Dân là những điểm đến mà một đoàn caravan vừa ngang qua nhằm tận hưởng không gian tuyệt đẹp cũng như là thưởng thức những món ngon đặc sản ở vùng đất An Giang. Hãy cùng truyền hình Trà Vinh khám phá hành trình này quý vị nhé! Với chủ đề An Giang sắc màu vùng miền, đoàn xe hành trình Caravan do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang vừa tổ chức đã vượt qua những chặng đường tuyệt đẹp, khám phá những sản phẩm du lịch mới lạ, đồng thời cũng tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử địa phương. Theo lộ trình, đoàn Caravan khoảng 30 xe du lịch và 100 dịch vụ lữ hành từ Hiệp hội các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là du khách sẽ được khám phá những cung đường đẹp và những vẻ đẹp tiềm ẩn mà trước đây những du lịch thông thường không thấy được, và đặc biệt là được tự lái xe, được tự chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà du khách, nhất là giới trẻ hiện nay rất là thích thú. Ngoài ra đây là những cú hích để tạo sự lan tỏa rộng để du khách trong ngoài nước biết đến tỉnh An Giang thông qua những hình ảnh đẹp. Caravan, một loại hình du lịch phổ biến được nhiều du khách quan tâm, lựa chọn và đang dần trở thành trào lưu mới cho những người tuổi tin, đam mê xê dịch, bởi vừa khám phá, vừa trải nghiệm, kết hợp với check-in, săn ảnh đẹp, thưởng thức đặc sản địa phương, tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân bản địa. An Giang được biết đến là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt với địa hình đồng bằng, vừa có sông và có đồi núi với những cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, là điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình du lịch, trong đó có loại hình du lịch bằng xe ô tô tự lái, caravan. Cung đường mà ngày hôm nay được trải nghiệm nó hoàn toàn khác biệt so với những cái chương trình du lịch thông thường, bởi vì nhờ có caravan mà được khám phá một cái cung đường đi từ Tri Tôn qua tỉnh Biên, qua cánh đồng Trâm và được lên đến núi Cấm, không có cần đi cáp treo mà đi bằng xe lên, là nhìn thấy được cái khung cảnh thiên nhiên nó gần gũi hơn, cùng với cái sự tổ chức của ban tổ chức rất là chuyên nghiệp và tạo cho mọi người một cái sự phấn khởi khi mà tham gia chương trình này. Rất là lý thú và mong là sẽ có nhiều cái chương trình đặc biệt như vậy để du khách cũng như là những người mà hoạt động trong nghề có được những cái trải nghiệm và cảm nhận khác biệt về An Giang cũng như là miền Tây. Du lịch An Giang với phương châm không chờ khách đến mà sẽ chủ động đi tìm nguồn khách. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, chủ động tổ chức nhiều sự kiện quảng bá du lịch An Giang. Chương trình Caravan cũng là dịp để tỉnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, tăng cường sự liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, đồng thời sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang.